Duy xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Vương Quyền kể về anh chàng tên Lộc. Anh ta rất là yêu và say đắm cô gái tên Bình. Nhưng cái kết của chuyện tình lại không giống như những gì anh ta mơ tưởng. Là một cái kết thật sự trái ngang và có thể sử dụng một từ mà mọi người hay nói đùa đấy là một cuộc tình với cái kết lãng xẹt. Câu chuyện như thế nào? và tại sao thuận lại nói như thế thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé bốn giờ chiều tuấn và xuân lại qua nhà của lộc người bạn thân nối khố của hai người từ thời thơ ấu thấm thoát đã hơn ba tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy đối với lộc nó như là một vết dao sắc nhọn Đầm thấu tim can của anh có lẽ phải rất lâu lắm anh mới có thể nguôi ngoai được à, thôi mày đừng có buồn nữa chuyện qua lâu rồi mày hãy quên đi con nhỏ đó nó không có xứng đáng để mày tự hành hạ thân xác đâu nghe lời tụi tao đi mà lộc rồi ông trời sẽ không phụ lòng người đâu mặc cho tuấn và xuân có nói thế nào đi chăng nữa anh vẫn ngồi thẫn thờ ở trước sân. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai chứng kiến anh ngồi đỡ đẫn như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh càng ngày càng tiều tụy đi, thì câu chuyện bi hài không kém phần kinh dị bỗng chốc ùa về rất chi tiết trong trí nhớ của Tuấn và Xuân và cả gia đình của Lộc. Tất cả cứ như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Ba tháng trước Sáng hôm ấy tiết trời mát mẻ như thường lệ lộc chạy xe đến công ty làm việc đến chiều muộn mới quay về cũng lâu rồi anh mới có cảm giác vui như hôm nay bởi lẽ vừa mới hôm qua thôi anh nhận được tin nhắn của bình cô người yêu hiện tại của anh đang du học ở thái lan báo cho anh biết rằng tuần sau cô sẽ trở về việt nam biết tin lộc vui mừng lắm hết khoe đến người này lại nói cho người khác được biết như thể anh là đứa nhóc vừa được mẹ mua cho món đồ chơi mới vậy. Đến chiều khi anh dắt xe ra khỏi công ty định chạy về nhà, thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho anh giật mình. Theo quán tính, anh thò tay vô túi lấy điện thoại ra xem, thì thấy người đang gọi đến là Tuấn, hiện đang làm nhân viên ngân hàng. Alo, Lộc hả? Giờ mày rảnh không? Lát ghé qua quán ba cua làm vài chai rồi về ha à mày rủ thêm con xuân đi giờ này chắc nó cũng làm xong rồi đó ờ ừ, vậy nghe nửa tiếng nữa có mặt đó lộc nghe xong thì đồng ý ngay sắn hôm nay đang có chuyện vui nên anh muốn chia sẻ với bạn bè của mình thật ra không phải bình chỉ là người yêu của anh thôi đâu mà hai bên gia đình có hứa hẹn với nhau rằng chờ đến khi cô du học trở về Hai bên gia đình sẽ bàn chuyện cưới hỏi cho Lộc với Bình Nghĩ đến đây thôi mà lòng anh có chút rộn rã Gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi Nhưng tính cách anh vốn dĩ rất ôn hòa Đối tốt với mọi người xung quanh Nên hầu như trong công ty cho đến chòm xóm ở nhà Đều rất quý anh Ai nấy cũng đều nghĩ với một người như anh sau này Sẽ có một gia đình hạnh phúc lắm Như sự đợi chớ trêu không ai biết trước được điều gì sắp xảy ra hơn nửa tiếng sau Cả ba người có mặt tại quán ăn Nằm giữa cái ngã tử trong thành phố Do hôm nay tâm trạng của Lộc rất vui Nên anh xung phòng đứng ra chi trả bữa ăn tối này Tuấn và Xuân nghe vậy thì hí hưởng ra mặt Hai người không ngần ngại Mà gọi vài món ăn và một thùng bia Mang đậm hương vị Việt Trong lúc chờ đợi những món ăn được dọn lên Tuấn nhào mắt tì hí kéo đầu Lộc qua một bên Rồi trêu chọc Bộ bữa nay mày mới trúng số hả? Sao đứng ra bao tụi tao vậy? Được nhiều nói nhỏ tao nghe thôi Được nói cho con kia nghe Trời Trúng được thì tao mừng à Không phải Để tao nói cho nghe Nói đoạn anh ngồi ngay ngắn lại Rồi kể cho hai người bạn thân của anh Biết Bình sắp trở về Việt Nam Cả hai nghe xong thì mừng cho anh Mặc dù hai người quen biết Bình không được bao lâu bởi lẽ chuyện lộc quen và yêu ai chỉ mình anh biết mà thôi Cho đến hơn một năm anh mới công khai nói với hai người và gia đình mình Đang trò chuyện rôm rả Thì từ trong bếp những người phục vụ cũng đem món ăn ra Bữa tối hôm nay Lộc ăn rất ngon miệng Kéo dài đến gần 8 giờ thì tàn cuộc Lộc và hai người bạn chia tay nhau trước cửa quán Rồi anh điều khiển xe máy hòa vào dòng người đông đúc trên đường cũng đang hối hả chạy về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi bấy giờ anh chạy vào một con đường xung quanh có bán rất nhiều đồ vàng mã đủ mọi kích cỡ và hình dáng sực nhớ ra tháng sau là rằm tháng bảy âm lịch nhưng anh không mấy bận tâm lắm đến chuyện đó bởi ở nhà đã có mẹ anh làm cái việc này rồi đang ngó mông lung về phía trước anh vô tình nhìn vào một căn nhà bên trái nơi đó có một ông lão đang đốt giấy vàng mã Bên cạnh là một mâm cúng đơn giản Chốc chốc Từ sau lưng ông ta xuất hiện Một người phụ nữ ăn mặc rách rưới Gương mặt quái dị lách qua ngồi xuống cạnh ông ta Tay người phụ nữ ấy liên tục bốc bánh Cầm chén cháo lên húp sột soạt Lọc kinh ngạc lắm Bởi cái người phụ nữ kia Hầu như ăn gần hết cái mâm cúng Mà ông lao ấy lại coi như không nghe Không thấy được gì Khiến cho anh cảm thấy khó hiểu và tò mò Bất giác anh cho xe máy tấp vào lề đường Vì lỡ chạy ngang qua ông lão kia Anh do sự không biết có nên báo cho ông ta nghe không Đến khi anh quay đầu lại nhìn Thì người phụ nữ ấy đã biến mất từ bao giờ Điều làm anh ngỡ ngàng hơn Là mâm cúng kia vẫn còn nguyên vẹn Không có dấu hiệu gì Cái người phụ nữ bí ẩn ấy vừa mới đến ăn Anh hoang mang đảo mắt xung quanh tìm kiếm Nhưng không thấy cô ta đâu Ngỡ là mình hoa mắt nhìn nhầm Vì lúc nãy anh uống bia cũng khá nhiều Vừa lúc anh quyết định rời đi Khi quay đầu nhìn lại Phút chốc cái người phụ nữ kia Với gương mặt biến dạng ma quái Đã đứng trình hình phía trước từ bao giờ Như đang chờ đợi anh Quá bất ngờ Anh hoảng hốt ngã xuống mặt đường Những người khách bộ hành trước đó Thấy anh tự té ngã Thì tốt bụng chạy nhanh đến đỡ chiếc xe Đang đè lấy thân người Rồi xỉu anh đứng lên Vài người thấy anh có biểu hiện lạ Thì liền hỏi thăm đủ điều Nhưng anh cũng mau chóng chấn tĩnh lại Nói với mọi người xung quanh à, Dạ con không sao Cảm ơn cô Cảm ơn chú đã giúp đỡ Dạ thôi con xin phép cô chú con đi Nói xong Anh leo lên xe nổ máy chạy đi Những người hiếu kỳ đứng ở phía sau Vẫn không ngớt sầm xỉ Bởi những cử chỉ kỳ lạ của anh mới lúc nãy má ơi con về rồi nè ở trong nhà bà cúc nghe tiếng của con trai thì chạy ra mở cửa cho anh dưới ánh đèn đường vàng vọt đối diện căn nhà bà thoáng nhìn thấy ống quần tay của anh lấm lem bùn đất có chỗ thì bị chảy xước rách một đường dài chợt bà lo lắng nhìn anh rồi hỏi trời ơi con bị làm sao vậy lộc đi đâu mà để mình mẩy chảy xước dữ vậy vô nhà nhanh đi để má lấy thuốc bôi lên cho dạ được rồi má chảy có chút xíu thôi không sao đâu con làm được mà vừa nói anh vừa dắt chiếc xe đậu bên hông cửa rồi khóa lại sau khi được bà cúc băng lại vết thương anh nhìn mẹ mình mỉm cười rồi khẽ nói má ơi tuần sau bình về việt nam đó má coi sắp xếp ngày xuống nhà của cổ bàn chuyện nghe hả, con nói sao? tuần sau con bình về hả? trời ơi sao hồi sáng mày không có nói cho má biết sớm để má chuẩn bị tuần sau lận mà má sáng này con cũng mới biết thôi giờ con nói cho má nghe rồi đó mà thôi trời cũng tối rồi má vô phòng ngủ sớm đi người già thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu bà cúc nghe vậy thì mừng thầm Ngồi nói với anh vài câu nữa Mới quay về phòng của mình Lộc ở dưới nhà lấy điện thoại gọi cho Bình Dù rằng hai người ở hai nơi khác nhau Nhưng cùng múi giờ Biết được giờ này cô vẫn còn thức Nên anh mới bắt máy lên gọi Sau vài tín hiệu vang lên Thì ở đầu xây bên kia Tiếng của Bình ngái ngủ cất lên Nghe qua giọng nói biết là cô đang ngủ Anh mỉm cười nói vài câu Rồi cúp máy Để cho cô ngủ tiếp còn anh thì ngồi đó Suy nghĩ viễn cảnh tốt đẹp của tương lai Rồi hồ hởi đứng lên vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt Quay về phòng của mình Khuya hôm đó thay vì anh có một giấc mơ đẹp Thì đằng này giấc mơ mà anh nhìn thấy Quá sức hãi hùng Trong giấc mơ Anh thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ mục nát Xung quanh bụi bẩn dày đặc Anh hoang mang đứng lên chạy nhanh ra ngoài thì khi này ở phía xa có một nhóm người khiên kiệu đang tiến đến tiếng kèn tiếng trống vang dội khắp nơi ngay cái lúc anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất thình lình những âm thanh hỗn tạp ấy liền im bặt nhóm người khiêng kiệu ở trước mặt anh toàn thân người nào người nấy bây giờ biến dạng làn da xanh xao nứt nẻ gương mặt chảy xệ mục nát hệt như một cái xác chết anh thẳng thốt trước cái hình ảnh kinh dị ấy Liền cắm mặt xuống đất bỏ chạy thục mạng Giữa một cánh rừng heo hút Đầu đầu cũng mang một màu ảm đạm chết chóc Lộc chạy mãi cho đến khi đuối sức Anh buộc phải dừng lại nghỉ ngơi Cạnh một thân cây cổ thụ cao lớn Che mất đi ánh sáng trên trời Chưa kịp lấy lại hơi sức Thì từ phía sau anh bỗng nghe thấy tiếng la hét kinh dị đến lạ thường Như thể những cái người kia gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm vậy. Chốc chốc những tiếng lạ ấy lại im bặt, làm cho anh hết sức hoang mang, không biết mình đang ở nơi quái quỷ gì. Cảm thấy không thể ở lại đây lâu được, anh liền hít một hơi thật sâu, nhấc chân lên chạy tiếp. Bất ngờ, anh xoay người lại định theo hướng con đường mòn chạy đi, thì có ba bốn cái nhân ảnh quỷ dị đứng chắn ngay phía trước. Gây giận hơn là tất cả bọn họ đều không có cái chân nói đúng hơn là bọn họ đang lơ lửng giữa không trung khi này lộc sợ hãi nhìn đám vong hồn kia không thốt lên lời hai chân run rẩy sắp ngã khuỵ xuống dưới đất trong phút giây ấy anh còn chưa định thần được thì bốn cái vong hồn kia quay ngoắt cái đầu lại nhìn chằm chằm vào anh con mắt ai nấy đều trợn lên đáng sợ có con thì thòng lọng ra ngoài tưởng chừng như rớt xuống đất cùng với hàm răng nhọn hoắt nghiến chặt lại cả vào nhau phát ra thứ âm thanh ken két nghe đến giận người tới giờ rồi đi theo tụi tao nhanh lên không không tôi không đi đâu hết tránh xa tôi ra biến đi biến đi anh vừa xua đuổi vừa cố lết về phía sau để tránh bốn cái vòng ma kinh dị đó Thế nhưng đang thụt lùi về phía sau Bất giác anh Lộc thấy lưng mình đụng phải một thứ gì đó Anh hoang mang từ từ ngẩng đầu nhìn lên Thì trời ơi Trước mắt anh là một cái thân người mặc đồ màu đỏ Bề bết máu Từng giọt máu trên cổ người đó nhiễu tong tong xuống mặt anh Khủng khiếp hơn là thân người ấy nó không có cái đầu Trước cái hình ảnh quá sức hãi hùng Lộc la toáng lên ngồi bật dậy Mồ hôi đầm đìa trên trán và lưng áo Vừa thở hồn hển Anh vừa nhìn ra cửa sổ Tưởng tia nắng mặt trời Len lỏi vô căn phòng sáng rực mạng dưới sàn nhà Bên cạnh đồng hồ Đã điểm hơn 7 giờ sáng Giữa lúc anh đang định thần lại Thì từ ngoài cửa Tiếng bà Cúc lo lắng hỏi vọng vào Lộc à Lộc Con không sao chứ mới sáng làm gì mà hét dữ vậy con à à à dạ à, không có gì đâu má con à, nằm mơ thôi ừ không sao thì thôi mà con tranh thủ đi nha tới giờ đi làm rồi đó má chuẩn bị đồ ăn ở dưới cho con rồi giờ má đi chợ mua thêm ít đồ nữa lát đi làm nhớ khóa cửa cẩn thận nghe con lộc nghe mẹ dặn bên ngoài thì vâng dạ anh vẫn ngồi trên giường nét mặt vẫn chưa tàn nỗi hoang mang vì cơn ác mộng vừa rồi mấy tháng qua này là lần đầu tiên anh mơ thấy những chuyện kinh khủng như vậy anh tự nhủ không biết có điểm gì hay không sao tự nhiên mình lại mơ kỳ cục như vậy kìa nghĩ đoàn anh uể oải đứng lên xuống dưới nhà vệ sinh thay đồ để chuẩn bị đi làm những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường cho đến khi bình cô người yêu anh trở về thì bắn đi mấy ngày sau anh không còn thấy những dòng tin nhắn hoặc cuộc điện thoại của bình nữa mặc dù lộc cũng đã nhắn tin hỏi thăm thậm chí là gọi trực tiếp cho cô để nói chuyện nhưng cô lại không hồi đáp cảm thấy khó hiểu anh quyết định đến nhà của bình gặp cha mẹ cô để hỏi nguyên nhân sự tình ra sao nhưng mẹ cô lại bảo với anh cô hiểu tâm trạng của con mà còn đừng quá lo lắng Cô nghĩ chắc nó bận ôn thi gì đó thôi Vài bữa nữa nó gọi điện lại cho con mà Thôi con về đi Có gì cô chưa nói lại với nó cho Lộc nghe hai người giải thích Thì trong lòng anh cũng yên tâm phần nào Hỏi thăm vài ba câu nữa Lộc mới đứng lên chào ông bà Như Rồi ra về Đúng như lời bà Như Ba ngày sau Bình gọi điện về cho Lộc qua vài câu nói anh cảm thấy có gì đó bất an lắm Kìa Bình Em nói vậy là sao? Em nói lại cho anh nghe đi Tôi nói rõ vậy rồi mà anh vẫn chưa hiểu hả? Giờ tôi nói một lần cuối Anh nghe cho rõ nha Mình chia tay đi Nghe câu nói ấy Bình như chết lặng Tay run run suýt đánh rơi điện thoại xuống đất anh phải cố kiểm nén cảm xúc lắm Mới không thốt lên thành tiếng Nhưng từ trong cổ họng anh Tiếng nấc cũng bắt đầu cất lên Đầu xây bên kia tiếng của Bình Vẫn vang lên như sát thêm muối Và vết thương của anh Alo Anh còn nghe không vậy Nếu anh không còn gì nữa Thì tôi cúp máy nha Sau này cũng đừng làm phiền tôi nữa Vậy nghe Tạm biệt anh Khi này Lộc như người mất hồn Anh ngồi đỡ đẫn trên bàn làm việc Mặc kệ những tiếng cười nói Tiếng trò chuyện xung quanh Sau giờ làm việc anh quay về nhà Vừa vào đến cửa Thì bắt gặp ánh mắt dò xét của mẹ mình Bà Cúc thấy con bữa nay im lặng bất thường Bà lặng lẽ kéo anh bước đến ghế Rồi ngồi xuống hỏi Cũng như câu Không ai hiểu con bằng mẹ Dù Lộc có chối đây đẩy thế nào đi nữa Cũng không thể qua mắt được bà Thấy anh cứ ngồi cắm đầu xuống đất Mặt mày ủ rũ Bất giác bà Cúc giận dữ gắt lên Mày giấu má không được đâu Nói Nếu mày không coi tao là má nữa Thì im luôn đi Lộc thấy bà tức giận Anh có chút hoảng hốt liền ngẩng mặt lên Nhìn bà dây lát Đôi mắt anh rươm rướm Nắm lấy tay bà Rồi buồn bã nói Hồi sáng này mình gọi điện nói chia tay con rồi má ơi Nhưng cô không có nói lý do Con buồn quá má à Bất thỉnh lình Bà Cúc tay đập mạnh lên mặt Đứng dậy bước đến gian thờ của dòng họ Rồi đấm lệ nói Chà má ơi Người xem cháu của người kìa Thần nó là con trai trưởng trong nhà Không chịu phấn đấu làm ăn thành tài Vậy mà nay chỉ vì chia tay một đứa con gái Mà nó lại mất ý chí như vậy rồi Chả má có linh thiêng Hãy dạy dỗ nó đi Lộc nghe bà khóc Mỗi lúc một lớn hơn thì vội vã đứng dậy Bước đến dìu bà ngồi xuống Anh quỷ xuống cục đầu lên đầu gối Xin lỗi bà không ngớt Bà Cúc thấy con có vẻ biết lỗi rồi Thì tạm nguôi ngoai cơn giận đi Bảo anh tắm rửa ăn uống Lộc gật đầu rồi đứng lên làm theo lời bà Một tuần sau Tâm trạng của anh cũng đã khá hơn Nhưng trong lòng vẫn còn buồn rười rượi. Không phải vì lời nói chia tay của cô người yêu Mà anh buồn vì tình cảm bấy lâu nay của mình dành cho cô Lại không có ý nghĩa gì Cũng may ở trong công ty Mọi người thấu hiểu và cảm thông cho anh Bên ngoài thì có Tuấn và Xuân luôn bên cạnh an ủi Động viên anh không ngớt có hôm cả hai hẹn anh ra ngoài đi dạo một vòng thành phố cho khuây khỏa Để giúp cho tinh thần anh được thoải mái hơn Tuấn và Xuân đưa anh đến một phòng trà Nghe những bản nhạc nhẹ nhàng Lộc cảm nhận được sự quan tâm của bạn bè dành cho mình Dần dần anh cũng lấy lại được tinh thần để tiếp tục cuộc sống Thế nhưng tinh thần lạc quan của anh không kéo dài được bao lâu Cho đến một buổi chiều nọ Lộc nhận được cuộc điện thoại bà Như nhờ anh giúp vợ chồng bà nhận thùng đồ con gái từ bên Thái gửi về. Với lý do ông Tân, chồng bà đang nằm chạm xá để vô nước biển. Nghĩ lại trước đây vợ chồng bà cũng đối tốt, xem anh như người trong nhà, nên Lộc không ngần ngại mà đồng ý giúp đỡ. Sau khi lấy thùng hàng trở về nhà, anh khiêng vào cho bà Như. Vừa nói lời chào vợ chồng bà định quay về, thì tiếng bà Như gọi với lại. Lẹ Lộc Con chờ cô một chút Con Bình có quà gửi cho con nè Lộc nghe qua thì kinh ngạc lắm Chẳng phải anh và cô ta đã chia tay rồi hay sao Vậy thì cô ta gửi quà cho anh làm cái gì Nó còn quan trọng nữa không Tùy nghĩ vậy Nhưng anh cũng quay bước lại ngồi xuống cạnh bà Như Thấy bà mở thùng hàng một cách khó khăn Anh liền giúp một tay Kiểm tra bên trong anh thấy có một hộp giấy được gói kỹ càng trên đó còn có ghi rõ họ tên của anh lộc tò mò cầm lên dùng sao rạch ngọt một đường mở nắp hộp ra ở bên trong ngoài những món quà lưu niệm mà trước đây cả hai đi chơi anh mua tặng cho cô thì còn có một chiếc khăn tay màu đỏ anh ngơ ngác cầm chiếc khăn lên xem bất giác một mùi thơm ngào ngạt nhẹ nhàng tựa hương hoa sộc thẳng vào mũi làm cho anh cảm thấy rất dễ chịu bà như vừa nhìn qua thì nhận ra đó là khăn tay mà con gái bà hay dùng có thể con gái bà để lại cho anh làm kỷ niệm hoặc một lý do nào đó vợ chồng bà như cũng biết được cả hai đã chia tay nhau thấy lộc ngồi thẫn thờ nhìn cái khăn tay bà bùi ngùi xoa vai anh rồi nói lộc à chuyện đã vậy rồi cô chú cũng không biết tính sao nữa mấy lần cô chú cũng đã nói chuyện với nó nhưng không hiểu sao nó lại cương quyết chia tay con như vậy thôi thì cái duyên mà mình có ép buộc cũng đâu giải quyết được gì cô chú chỉ xin con bỏ qua cho đừng giận gì cô chú nghe dạ con hiểu mà chuyện tình cảm sao mà biết trước được hả cô con chỉ mong em bình sau này sẽ có cuộc sống tốt thôi chứ con đâu có giận gì cô chú đâu lúc này ông tân mới lên tiếng vừa an ủi vừa động viên anh ừ con còn trẻ mà hiểu được sự việc cô chú vui lắm chú cảm ơn con nghe đừng buồn nữa đáng phấn đấu sống cho tốt nghe con chú tin con sau này sẽ tìm được một người tốt hơn con mình mà lộc nghe hai ông bà an ủi thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nói thêm vài câu anh mới cầm hộp giấy lên xin phép ra về ông bà như cũng vui vẻ đứng lên tiễn anh ra ngoài cổng nhìn anh mà hai người không kiềm được nét u buồn lộc là người đàn ông tốt công việc lại ổn định gia đình đàng hoàng cứ ngỡ sau này hai người sẽ có được một con rể quý nào ngờ cuộc sống không lường trước điều gì nhưng ở đời mà nay cười mai khóc đó là chuyện bình thường trong cuộc sống dù muốn dù không, ai cũng phải một lần trải qua đắng cay ngọt bùi. Có như vậy thì ta mới thấy được cuộc đời này muôn màu muôn vẻ. Không phải lúc nào cũng là màu hồng được. Trở về nhà thì trời cũng vừa sập tối. Lộc vào phòng cất hộp giấy vào trong tủ quần áo cẩn thận rồi mới đi thay đồ chuẩn bị ngủ. Đêm này anh bỗng thấy bức đức trong người không sao ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại Chốc chốc tâm trí anh lại nhớ đến Bình Nghĩ về những kỷ niệm vui của hai người Rồi phút chốc nỗi buồn lại ủa đến với anh Đang kề tay sau gái nghĩ mông lung Cho tay còn lại của anh vừa chạm vào một miếng vải mềm mại nào đó Anh liền chụp lấy đưa lên Thì nhận ra là chiếc khăn tay màu đỏ Đôi mắt anh khi này như bị hút hồn Cứ nhìn chăm chăm vào cái khăn cho đến khi đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi anh mới thiếp đi giữa cái màn đêm tĩnh mịch lạ thường Hai ngày sau Ở nhà hai mẹ con anh đang dùng bữa tối Thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên Làm cho anh giật mình khựng lại Vội cầm điện thoại lên xem Trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ Nhưng nhìn lướt qua Thì anh nhận ra đây là đầu số Ở bên Thái Lan gọi đến Anh hồi hộp Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ gì đó Lộc lấm lép nhìn mẹ rồi đứng vội Đi ra sau nhà bắt máy lên nghe ở đầu xây bên kia tiếng một người con gái vang lên giọng run run anh anh lộc hả e, e, em là trúc nè anh ơi con bình con bình nó hả bình làm sao hả em em nói đi nó nó chết rồi anh ơi vừa nghe đến đây lộc chết đứng với Bình, đây có thể được xem là thứ tình cảm đầu tiên mà anh có được kể từ khi quen biết cô. Ở ngay hoàn cảnh ấy khi nghe được tin người yêu mình đã chết, bất kỳ ai cũng đều có một cảm xúc lẫn lộn khác nhau, khó mà kiểm soát được xúc cảm của mình. Lộc buông thỏng, rớt cái điện thoại xuống đất, phát ra một tiếng cộp khá lớn. Ở bên ngoài bà Cúc nghe động thì bỏ sợ bữa cơm ra sau nhà xem có chuyện gì. Vì bà nghĩ rằng anh làm rớt chén dĩa mà thôi nhưng khi thấy lộc ngồi xổm dưới đất Lưng tựa vào tường ôm đầu gối mặt gục xuống đau khổ bà hoang mang tiến đến gần ngồi xuống lắc đôi vai anh rồi lo lắng hỏi có chuyện gì vậy lộc sao con lại ngồi đây xảy ra chuyện gì nói má nghe má ơi bình cổ cổ chết rồi má Bà Cúc nghe xong thì có chút giật mình Ánh mắt hoang mang Không biết chuyện gì đang diễn ra Vì nó đến quá bất ngờ Chắc hẳn có nguyên nhân nào đây Dù vậy bà vẫn nghi ngờ Nên điểm tính hỏi lại Rồi ai nói cho con nghe Chả má nó gọi Hay là sao Nghe vậy Lộc liền kể lại câu nói ngắn ngủi của cô gái nọ Vốn là cô bạn thân của Bình Mà anh có dịp được quen biết để đính chính lại thông tin có chính xác hay không Bà liền dục anh lấy điện thoại gọi qua nhà cha mẹ Bình dò xét thử xem có đúng sự thật hay không Nhưng cái điện thoại anh vô tình làm rớt dưới đất đã bể màn hình rồi Anh đành mượn tạm cái điện thoại của mẹ gọi cho bà Như xem sao Anh vừa dò số vừa hít một hơi để lấy tinh thần Tránh xúc động mạnh Ngay khi vài tiếng reo lên thì ở đầu xây bên kia tiếng của bà Như cất lên Giọng bà rất tự nhiên Alo, cô nghe nè Lộc Giờ này gọi cô có gì không con? Dạ, không có gì à, Con gọi hỏi thăm cô chú thôi ạ à. Tại dạo này trời hay đổ mưa to Cô chú ra đường cẩn thận nha Ờ, à, ờ à, cô biết rồi Cảm ơn con nghe Mà Lộc nè Hai ba bữa này cô không thấy con Bình nó gọi điện về Tự nhiên cô thấy lo quá Không biết là ở bệnh học hành có làm sao không nữa Lộc nghe bạn nói vậy Đoán chừng có người yêu ở bên đó chắc đã gặp nạn gì rồi Càng làm cho anh tin lời nói của cô bạn kia hơn Chỉ tiếc bây giờ điện thoại anh bị hư Nên không tìm được số cô bạn của mình để gọi lại hỏi rõ hơn Vậy là đêm hôm ấy Lộc không tài nào ngủ được Cứ nhắm mắt lại là cái hình ảnh cô người yêu chết tức tuổi đau đớn lại hiện về trong tâm trí anh phải khó khăn lắm anh mới vùng dậy được thoáng chốc anh lại nhớ đến những kỷ niệm đẹp của hai người những lúc bên nhau mà bản thân lại không tin rằng cô thật sự muốn chia tay với anh dù bên ngoài anh tỏ vẻ mạnh mẽ cứng rắn nhưng sâu trong lòng thì lộc vẫn không quên được cô cho đến khi nghe tin cô mất càng làm cho anh đau khổ nhiều hơn anh ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều điều cho đến khi chiều tan tầm đi làm về anh có ghé qua nhà của một ông thầy bói nằm khuất sâu cạnh một con kênh rộng lớn chủ yếu anh muốn hỏi về chuyện liên quan đến mình xem như thế nào nghe có vẻ vô lý nhưng ngoài cách đó ra thì anh không biết làm gì hơn khi mà mọi thông tin liên lạc đều bị đánh mất qua máy điện thoại ông bà như thì lại lẩm cẩm không biết được gì thôi thì còn nước còn tát Hỏi thầy xem một quẻ thế nào Dù nói gì đi nữa Anh vẫn không tin rằng Bình đã chết Bây giờ ở nhà thầy bói Ông ta được xem là coi bói hay nhất Ở khu xóm này Cũng không ít người tìm đến nhờ ông xem giúp cho Có người nghe êm tai Thì cho là đúng Có người khó tính hơn thì chẳng mảy may tin lắm Nhưng sau cùng thì người tin Chiếm đa số hơn Và Lộc sau khi dò hỏi người trong công ty Được giới thiệu đến đây ngồi đối diện với ông thầy mà anh bỗng cảm thấy lạ lắm ánh mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào mình làm cho anh rất khó chịu đoạn ông ta hỏi anh đủ điều rồi nhờ anh bốc ra lần lượt những quân bài đặt úp ở giữa bàn theo sở trường của mình ông xào bộ bài thêm một lần nữa rồi bảo anh rút ra một lá cuối cùng sau đó ông xoa cảm ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lần lượt mở từng lá bài lên cho anh xem sau cùng ông thầy bói thở dài nhìn anh kết luận à, bài xấu lắm cậu nhìn xem lá nào cũng đen cả coi ra phần số cô ta xấu lắm rồi giờ cậu muốn xem gì nữa không lộc nhìn những quân bài màu đen mà thở dài não nề giống với tâm trạng anh bây giờ mọi thứ xung quanh đều bao trùm một màu đen thẫm không một chút ánh sáng nào có lẽ vì anh quá yêu thương người con gái ấy nên mới có cảm giác như vậy. Lộc ngồi chậm ngâm giây lát rồi mới đứng lên lấy tiền ra trả cho ông thầy. Sau đó bước ra khỏi cửa lấy xe quay về. Trên đường đi, từng dòng suy nghĩ tiêu cực cứ cuốn quanh đầu óc của anh cho đến khi anh chạy ngang qua nhà ông bà Như lúc nào không hay biết. Sau vài đêm không ngủ ngon giấc, cộng với việc ông bà Như lo lắng khi không liên lạc được với con, Lộc khi này mới thật sự tin rằng cô đã gặp nạn ở bên xứ người. Thay vì cứ ngồi chờ đợi tin tức của cô, phút chốc lộc nảy nảy ra một ý định điên rồ mà ngay cả bản thân anh những khi bình thường cũng không dám nghĩ đến. Anh quyết định nhờ người kết duyên âm cho mình và cô người yêu đã chết. Phần vì anh quá u um muội với mối tình này, phần vì anh nghe nói những người chết xa quê hay chết bờ chết bụi bên ngoài, vòng hồn sẽ không biết đường quay về nhà Nhanh chóng trở thành hồn ma lang thang không nơi nương tựa Thấy vậy anh không muốn cô phải làm cô hồn giã quỷ nơi xứ người Dù có làm ma đi nữa Anh cũng quyết đưa cô về lại đây để được thở tự Chăm sóc cho dù cô đã là hồn ma Nhưng sau cùng thì anh đã lầm Trong khoảng thời gian này cũng vừa đến rằm tháng 7 âm lịch Thời khắc quỷ môn quan mở cửa Anh cũng tìm hiểu qua thời điểm này những phong hồn ở âm giới được phép trở về thăm nhà hoặc thực hiện ý nguyện nào đó còn dang dở trước khi mất. Anh bỏ dở công việc của mình, xin nghỉ phép một thời gian để thực hiện cái ý định kỳ quái kia. Qua vài lần trao đổi, một số ông thầy pháp mà anh tìm được, có một ông thầy người Việt gốc Thái vừa từ bên Thái học đạo trở về đây làm ăn sinh sống, hứa sẽ giúp được anh thực hiện ý định ấy. Lộc vui mừng vội bắt xe tìm đến nhà ông cách thành phố hơn 200 cây số. Sau khi hỏi thăm một vài người dân địa phương, Lộc cuối cùng cũng tìm đến được chỗ ở của ông thầy bùa nằm khuất trong một ngôi làng giáp ranh biên giới. Không những vậy, anh còn phải đi thêm một đoạn nữa mới tới được địa điểm, nơi mà tối nay ông ta sẽ làm nghi thức kéo hồn cô người yêu của anh trở về. Khi này, anh mới để ý đến cảnh vật xung quanh, đa phần là đồi núi và rừng rậm. Mặc dù trời còn sáng nhưng anh cảm thấy nơi này âm u Rợn rợn lắm Thỉnh thoảng còn có cơn gió lạnh thổi hát qua Làm cho anh khẽ rùng mình nổi gai óc Lại thêm người trong làng Xem ra là rất rẻ trường với Lộc Vì mỗi khi nhìn anh Bọn họ lớp thì tránh né Lớp thì tò mò dõi theo Nhưng chỉ đứng từ xa trông ngóng Làm anh có chút khó chịu ra mặt Ông thầy bùa khi ấy tên Thạch thấy vậy Thì mỉm cười chấn an Giọng pha chút lơ lỡ nhưng cũng đủ để anh hiểu được nội dung ông ta muốn nói Cậu đừng sợ Dân trong làng họ không quen tiếp xúc nhiều với người bên ngoài Nên có chút tò mò vậy thôi mà Không sao đâu Lộc nghe vậy thì cũng ẩm ừ bước tiếp Nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn bọn họ Như đề phòng điều gì đó Ông Thạch dẫn anh đến một căn nhà sàn bỏ trống Bên trong hầu như không có bất kỳ đồ vật gì cả ngoại trừ những sợi dây chỉ đỏ được móc nối xung quanh trần nhà và ở dưới sàn lộc đảo mắt nhìn khắp lượt trong căn nhà kỳ lạ này cảm thấy khó hiểu anh liền gọi ông lại rồi hỏi kìa ông sao ông lại dẫn tôi vô căn nhà gì mà âm u vậy bộ không có chỗ nào khác hả tại cậu không rõ chứ chỗ này tối nay tôi sẽ làm cái lễ gọi hồn cô người yêu của cậu về đó đến lúc đó tôi sẽ móc nối cho hai người ở mãi bên nhau yên tâm đi tôi dám nói với cậu chuyện này thì tôi sẽ làm được mà nếu thất bại cậu không cần phải trả tiền cho tôi được chưa vừa nói ông thầy vừa vỗ vai giải thích cặn kẽ cho lộc hiểu bất giác trong tâm trí anh hiện ra hai luồng suy nghĩ đúng sai khiến cho anh chần chừ chưa quyết ông thạch đứng đối diện nhìn anh chăm chăm như dò xét vài phút sau thấy anh vẫn không nói gì ông liền cất tiếng giọng nói ông chợt vang vọng khắp căn nhà cắt ngang hai luồng suy nghĩ của anh cậu lộc cậu lộc như vừa tỉnh khỏi cơn mê anh ngơ ngác nhìn ông và rồi anh quyết định giữ nguyên cái ý niệm đó trong đầu của mình ông thạch hài lòng bật cười thành tiếng rồi mời anh qua nhà của mình để nghỉ ngơi chờ đến khi trời tối sẽ tiến hành nghi lễ cầu hồn. Nửa đêm trong không gian âm u lạnh lẽo của căn nhà sàn, ngoài tiếng đọc chú ngữ cổ người Thái của ông Thạch ra, thì xung quanh còn được chiếu sáng từ những ngọn nến mờ ảo ma mị. Ở giữa gian nhà, ông thầy vẽ những dòng chữ ngoằn ngoèo khó hiểu, rồi lộc ngồi xuống đó, hai chân xếp bằng tay chấp lại, đầu cúi gầm tỏ vẻ thành tâm bao quanh anh là những sợi chỉ đỏ móc nối chẳng chịt vào nhau kéo dài ra trước cửa sương đêm khi này phủ xuống mỗi lúc lạnh hơn anh cắn răng người run cầm cập nhưng vẫn cố chịu đựng vì đã có lời căn dặn của ông thầy bấy giờ câu chú ngữ vừa dứt ông thạch đứng lên bước đến chỗ lộc nhét vào miệng anh một cái miếng vải đỏ có đính lá bùa rồi chậm giọng nói một lát nữa tôi đem món đồ vật của cô ta ra để ở trước sân nếu cậu thấy linh hồn cô ta vào có cầm theo món đồ đó thì chính xác là cô người yêu của cậu bằng ngược lại nếu không thấy linh hồn đó cầm theo vật gì thì cậu cũng đừng hoảng hốt cứ ngồi im tại chỗ tôi sẽ có cách giải quyết được rồi chứ nghe những gì ông nói dù rằng bản thân anh không biết chắc cái nghi thức cổ quái này có thực hiện được hay không nhưng vì con tim làm lu mờ lý trí lộc nhìn ông thầy quyết tâm và nghe theo sự sắp xếp của ông thấy anh đã đồng ý ông thạch liền thay đổi sắc mặt u ám lạ thường xoay người bước ra trước sân lấy chiếc khăn màu đỏ cố định lại bằng hai sợi chỉ rồi để xuống đất sau đó ông lặng lẽ tiến vào bên trong ngồi lại bàn lễ của mình khi này trước sự chứng kiến của lộc ông cầm lên một cái hũ bằng đất nung trong đó chứa đựng nào rết bọ cạp, run đất, thậm chí có cả nhện. Chốc chốc ông còn cầm lên một cái rùi cui, giã nát những con côn trùng ấy đi. Từng tiếng giã cộp cộp vang lên trong đêm, nghe đến giợn người. Lộc nhíu mày nhìn ông thầy mà không khỏi kinh tởm. cỏ họng anh bỗng cảm thấy nhợn nhợn. Phải gồng mình lắm mới ngăn được cơn buồn nôn ẩm bĩ trong bụng. Sau khi giã nát những thứ ấy rồi, ông tiếp tục lấy ra một cái ống tre được bọc kỹ càng một lần nữa Lộc lại nhìn thấy cảnh tượng ông Thạch Đổ hết những thứ nước đỏ như máu vào trong cái hũ đất ấy Chốc chốc Anh chớp mắt khi nhìn thấy máu từ trong hũ đất sôi lên ủng ục Bốc ra những thứ mùi tẩm lợm Ông Thạch thoáng ngước mắt nhìn anh mỉm cười quỷ dị Tức khắc Ông cầm hũ máu ấy lên miệng Vừa đọc chú ngữ Vừa rải từng giọt máu lên sợi chỉ đỏ Cho đến trước sân thì dừng lại Thấy mọi thứ xong xuôi Ông cười thầm trong bụng rồi nhanh chân bước đến hông nhà Miệng ông ngậm một nhành lá khô rồi âm thầm chờ đợi Trong đêm tối thành vắng không một tiếng động nào phát ra Ngay cả tiếng chim rừng kêu vọng từ xa giờ này cũng đã im bặt Lộc hồi hộp nín thở ngồi đợi Một tiếng, hai tiếng trôi qua vẫn chưa thấy gì Anh mệt mỏi hai mắt nặng chiếu dường như muốn gục đi thì bất thình lình anh nghe bên ngoài có tiếng lục cột vang lên như có ai đang đi lên bậc thang cùng với đó những sợi chỉ đỏ khẽ rung lắc dữ dội xung quanh anh âm thanh ấy di chuyển đến cánh cửa thì khựng lại thậm chí anh có phần dao động miệng muốn nói nhưng không thốt được lời nào bất ngờ cánh cửa từ từ mở ra kêu lên ken két làm anh cảm thấy lạnh sống lưng cánh cửa vừa mở toang ra thì cái nhân ảnh bên ngoài lướt vào lộc tức khắc ngẩng mặt lên nhìn thì trời ơi trước mắt anh là vong hồn của một cô gái mặc trang phục rất giống với người yêu của anh trên tay vong ma ấy còn cầm theo một chiếc khăn tay màu đỏ nhưng mà cô ta lại không có cái đầu ban đầu lộc có chút hoảng sợ nhưng khi anh nhìn thấy bộ đồ và chiếc khăn trên tay của vong ma chốc chốc từ trạng thái lo sợ liền chuyển qua tâm trạng đau đớn buồn bã vì nghĩ rằng bình có người yêu của anh chắc bị giết hoặc gặp tai nạn thảm khốc lắm bất giác anh nhìn cái vong ma đang đứng yên trước mặt mình đôi mắt nhòe đi rồi nói bình bình có phải là em đó không vong ma không đầu kia nghe được lời anh hỏi nhưng bản thân nó lại không nói được khi này vong ma đưa chiếc khăn lên trước mặt anh rồi khóc người gật gật lên xuống Lộc nhìn cử chỉ đó thì càng buồn khóc lớn hơn giữa không gian âm u trong căn nhà Chỉ có tiếng khóc nấc của anh Càng làm tăng thêm ma quái Biết là vong ma ấy vừa xác nhận mình chính là Bình Trong khoảnh khắc anh vui mừng đứng lên Định chạy lại gần cái phòng ấy nhưng không kịp Vì ngay chỗ anh ngồi Bức họa bùa của ông thầy bóng lóe sáng lên Tạo thành một kết giới khiến cho anh không bước ra được chỉ có thể ở trong cái vòng kết giới ấy mà thôi. Vòng ma không đầu biết bản thân không xâm nhập được cái vòng kết giới ấy, liền lướt đến ngồi gần đối diện với anh. Lộc dõi theo và rồi anh thoáng giật mình khi thấy bên ngoài có bốn cái nhân ảnh quỷ dị đang khiêng một chiếc kiểu đứng chờ đợi. Vòng ma thấy anh có chút lo sợ liền quay sang hất cánh tay lên. Bốn cái nhân ảnh bên ngoài gật đầu liền khiêng cái kiểu quay lưng thoáng chốc tất cả đều biến mất trước mắt anh như chưa từng xuất hiện. Đêm hôm ấy, Lộc ngồi trò chuyện với cách vong ma rất nhiều điều, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến kỳ lạ. Tuy vậy, anh không lấy làm sợ hãi lắm mà ngược lại, anh cảm thông cho số phận của mình. Đến lúc chết thần xác cũng không được toàn vẹn. Ở bên ngoài, ông Thạch quan sát diễn biến trong nhà, thấy sự việc êm xuôi ông hài lòng bước vào nhìn lọc mỉm cười rồi nói sao cô ta có đúng thật là người mà cậu cần tìm không nếu thật vậy thì việc tiếp theo tôi xin phép đưa vòng hồn cô ta vào trong chiếc khăn này để cho cậu mang về nhà hương khói cậu sẵn sàng chưa xin ông cho tụi tôi nói với nhau vài câu nữa rồi ông hãy làm được không ờ ừ thôi được vậy có gì cậu nói nhanh nhanh lên trời sắp sáng rồi đó nếu không đưa vong hồn cô ta vào kịp thì rất dễ bị ánh sáng bên ngoài làm tổn thương linh hồn của cô ta lộc nghe vậy thì gật đầu cảm ơn liền quay sang hỏi thăm vong ma ấy rất nhiều điều thay vì không trả lời được thì cái vong ấy dùng năng lực điều khiển cây bút lông trên bản lễ viết ra những dòng chữ lên trên mấy lá bùa đưa anh xem cứ vậy cho đến khi bên ngoài có tiếng chim rừng cất lên Ông Thạch liền vội vã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người Rồi làm phép thu hồn vong ma không đầu ẩn vào trong chiếc khăn màu đỏ Sáng hôm sau ông Thạch niêm phong chiếc khăn vào trong một cái hủ đất Rồi đưa cho Lộc Sau khi thanh toán tiền công xong xuôi Ông Thạch nhờ một người dân địa phương chở anh ra ngoài thị xã Bắt xe khách quay về thành phố Trên đường đi lúc nào anh cũng ôm khư khư cái hũ vừa xoa vừa lẩm bẩm trò chuyện một mình một vài người vô tình để ý thấy cử chỉ kỳ lạ của anh thay vì lên tiếng hỏi thăm thì họ lặng lặng tránh né ngỡ đầu óc anh có vấn đề không được bình thường cho lắm về tới nhà lộc lấm lét nhìn xung quanh như đề phòng một thứ gì đó chỉ thấy an tâm anh mới mở khóa bước vào nhà cũng may giờ này không có bà cúc ở đây anh nhanh chân đem cái hồ đất cất giấu trong phòng của mình vì không muốn để bà phát hiện Anh thở vào nhẹ nhõm Mừng thầm trong bụng Vì từ giờ trở đi Anh sẽ được ở bên cạnh Bình mãi mãi Đang ngồi nghĩ ngợi mông lung Thì bất ngờ ở dưới nhà Có tiếng cậy cửa vang lên Biết là mẹ mình quay về Lộc nhanh chóng giữ nét mặt bình thản Như chưa có chuyện gì xảy ra Rồi ung dung lấy quần áo xuống nhà đi tắm Vừa hay thấy anh bước xuống cầu thang Bà Cúc ngạc nhiên hỏi Ủa sao con nói với má đi với tụi thằng tuấn con xuân ba ngày mới về mà chưa gì mà về sớm dữ vậy con nghe bà hỏi bất ngờ cũng may anh có sự tính trước thì liền đáp ngay à dạ tại nhà thằng tuấn có việc đột xuất nên tụi con mới quyết định về sớm đó má chứ không giờ này con đâu có ở nhà ờ ờ vậy hả mà thôi con về sớm thì càng tốt tháng này ở ngoài không có nên đâu tụi cô hồn nhiều lắm Mà cũng không muốn mày về tối lắm đâu nha Dạ con biết rồi Thôi má con đi tắm rửa cái nha Bữa nay trời nó hầm quá Khó chịu cho người ghê đó Bà Cúc nhìn anh ậm ừ Rồi cũng bước ra sau nhà đun nước pha trà đem lên phòng khách Khi này lộc tắm xong đi ra trước nhà Thì bắt gặp mẹ mình Đang bưng mâm cúng đặt trước nhà Như trước đây anh nhanh nhỏ chạy ra ngoài phụ bà bày biện nhang đèn bánh trái vừa lúc đó lác đác xung quanh nhà hàng xóm một số người cũng bắt đầu cúng kiếng những hình ảnh ấy đối với anh quá đối bình thường rồi hồi lâu qua đi trong khi chờ cho nhang tàn hết lọc mới phụ mẹ đốt giấy vàng mã vừa ngồi cái ngọn lửa anh vừa đảo mắt nhìn bên kia đường chỗ hạnh người đàn bà lâm dâm khấn vái trong thoáng chốc anh kinh ngạc khi thấy từ trong con hẻm nhỏ tăm tối cạnh hai người đàn bà đang quỳ khấn con nằm sau đứa con nít mặt mũi quái dị người trần truồng đang bỏ ngoe nguẩy đến mâm cúng rồi ra sức bốc bánh kẹo thịt thả đưa lên miệng nhai ngấu nghiến tiếng cười nói tiếng khóc rành rệt vang vọng đến chỗ của anh lộc trông thấy được thì hoảng sợ lắm khi nhận biết đám nhóc ấy chắc chắn không phải là người bất giác từ sau lưng anh một bàn tay lạnh lẽo vỗ mạnh lên kèm theo một giọng nói lốc lốc dạ chuyện gì vậy má trời ơi con bị sao vậy Tao kiểu nãy giờ mà không có nghe tự nhiên ngồi thường người ra suy nghĩ cái gì vậy con có cái gì không nói cho má nghe coi anh quay đầu nhìn mẹ cười gượng đáp lại câu hỏi của bà xong thì liền quay sang Trong tích tắc Anh bàng hoàng khi không nhìn thấy đám con nít kia đâu nữa Ngay cả tiếng nói của bọn nó Cũng đã im bặt từ bao giờ Một lúc sau thì anh và mẹ mình Cũng kiến xong chuẩn bị quay vào nhà Khi này Lộc đang bưng mâm bước đi Vô tình anh ngẩng đầu nhìn lên phòng mình Chốc chốc Anh giật mình suýt đánh rơi mâm cúng xuống đất Là vì qua lớp kính cửa sổ trên lầu anh thoáng thấy có bóng người không đầu đứng lặng yên tại chỗ như thể đang ngó xuống chỗ hai mẹ con anh vậy mặc dù lúc nãy anh đã tắt đèn trong phòng nhưng nhờ ánh đèn đường rọi vào trong nên anh mới thấy rõ đó là cái bóng người chứ không phải là trộm đột nhập sau cái khoảnh khắc hoang mang ấy lộc nhanh chóng bình tĩnh trở lại vì anh sực nhớ ra cái bóng đèn ấy chính là bình nhưng tại sao cô lại hiện ra vào lúc này Chẳng may mẹ của anh thấy được Thì biết phản ứng như thế nào Thấy không yên tâm lắm Lộc nhanh tay phụ mẹ dọn dẹp qua loa Vội chạy lên lầu Bà Cúc tình ý trước thái độ kỳ quặc của con Thì nghiêng đầu ngóng theo khó hiểu Nhưng rồi bà lắc đầu Xua đi những ý nghĩ mơ hồ của mình Mà tiếp tục dọn dẹp cho xong bờ bước vào phòng Bật đèn ngủ vàng vọt lên thì anh kinh ngạc khi thấy Phong Ma ngồi đờ đẫn trên bàn làm việc. Dù biết trước đó là cô người yêu của mình, nhưng bản thân Lộc lại không tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn khi thấy cái nhân ảnh kinh dị ấy của cô. Anh từ từ tiến lại gần cái Phong Ma không đầu, rồi cất tiếng. Bình, sao em lại xuất hiện vào giờ này? Lỡ mẹ anh thấy được thì làm sao? Vọng mà nghe vậy nhưng không nói được lên dùng năng lực của điều khiển cây bút trên bàn viết lên trên một trang tập dòng chữ ngắn ngủi em đói lắm rồi đưa đến cho anh xem thấy thế lộc lại hỏi vậy em muốn ăn gì để anh lấy cho ờ nhưng mà nói đến đây thì anh khựng lại tay run run chỉ vào phần đầu của vong ma như biết trước điều anh muốn nói thoáng chốc trang giấy trên tay anh bỗng xuất hiện một dòng chữ em tự biết cách ăn mà anh lấy thịt sống có máu cho em đi hả thịt sống có máu sao nhưng sao không chờ cho anh nói thêm điều gì dòng chữ trên trang giấy lại hiện lên như thúc đẩy anh đi lấy cho em nhanh đi hay là anh muốn em phải chết thêm lần nữa được, được rồi Anh sẽ đi lấy liền cho em Chờ anh nha Dứt lời Lộc mở cửa đi nhanh xuống nhà Bước vô sàn bếp mở tủ lạnh Tìm cái thứ thịt sống mà cô cần Loài hoài mỏ mẫm trong tủ lạnh được một lúc Sau cùng thì chỉ có vài lát thịt bò sống Vương chút máu trong bịch Lộc vui mừng đem lên lầu Tránh ra tiếng động lớn Sợ bà Cúc nghe thấy thì hỏi lôi thôi Bước vào phòng khóa cửa lại anh mỉm cười cầm bịch thịt bò đặt lên bàn. Vòng mà cảm nhận được mùi máu tươi và thịt sống, liền nhanh tay xé bịch ni lông ra. Kỳ này, Lộc chứng kiến rõ ràng miếng thịt bò tươi từ từ khô hoắc, đen ngòm. Những giọt máu như bị lực hút vô hình nào đó rút cạn đi không còn một giọt. Vòng mà ăn xong miếng thịt, liền xoay người nhìn anh. Toàn thân khẽ run lên như muốn đòi ăn nữa. Anh xin lỗi. Anh chỉ tìm được nhiêu đó thôi Để ngày mai anh ghé chợ mua thêm về cho em ăn Giờ dạ, em chịu khó đi Mà nếu không còn gì nữa anh đi ngủ nha Em ngủ ngon Vòng ma nghe anh nói Thì gật gật thân người tỏ vẻ đồng ý Rồi từ từ tan biến vào khoảng không Thấy phong ma đi khuất rồi lọc mới thở vào trèo lên giường đi ngủ. Nửa đêm trong lúc mọi người xung quanh đang chìm vào giấc ngủ êm đềm thì đột nhiên ở ngay cửa sổ phòng của Lộc có một nhân ảnh không đầu mờ ảo bay ra khỏi phòng. Trong khoang cổ, bỗng phát ra cái thứ âm thanh gừ gừ trong đêm thật ma quái. Phía bên kia nhà hàng xóm, có một con chó đang ngủ ngoài sân. Nghe được âm thanh ấy, nó liền chòm dậy, ngẩng cao đầu sụt liên tục. Lâu lâu lại chu lên nghe đến lạnh người. Sáng hôm sau, Lộc thức dậy trong tình trạng toàn thân mệt mỏi Anh cố gắng lê xuống giường vận động cơ thể Mới cảm thấy khỏe hơn đôi chút Sự nhớ ra điều gì Anh hối hả mở quần áo ra Thì thấy hũ đất nung của mình vẫn còn ở đấy Nhưng anh không để ý rằng Những cuộn chỉ đỏ niêm phong cái hũ Đã bị đứt ra từ bao giờ Lộc nhìn cái hũ một lát thì yên tâm đóng tủ lại Xuống nhà vệ sinh thay quần áo vì hôm nay anh có vài chuyện cần giải quyết. Chiều muộn thì anh trở về, trên tay còn cầm theo một bọc thịt gà sống và bịch huyết heo mua ở chợ. Bà Cúc thấy lạ vì từ trước đến giờ con mình có đi chợ bao giờ đâu. Với lại trong nhà vẫn còn thịt cá chế biến sẵn, đâu thiếu thứ gì. Càng nghĩ, bà càng tò mò liền bước ra sau nhà gọi anh ra ngoài hỏi chuyện. Nè, Lộc, sao tự nhiên đi mua huyết heo với thịt gà nữa chi vậy nhà còn ba gói má mới mua luộc rồi ăn hết đi rồi hãy mua thêm dạ con thấy rồi để lát nữa con ăn sau giờ con lên phòng nghe lát nữa con xuống dứt câu lộc đứng lên đi nhanh ra sau nhà tranh thủ lúc bà không để ý anh đem thịt gà sống với một chén huyết heo chạy nhanh lên lầu vẫn là cách ăn uống quái gì ấy nhưng hôm nay anh cảm thấy nhân ảnh của vong ma hiện ra rõ hơn Không còn mở ảo như hôm qua nữa Mà cái điều làm anh chú ý đến Là mười đầu ngón tay của cô Như thể vừa mọc dài hơn thì phải Anh định lên tiếng hỏi Thì phút chốc cái nhân ảnh ấy lại biến mất Lộc nhìn tủ quần áo chậm ngang dây lát Và rồi anh mỉm cười quên bén đi chuyện ấy Vì anh chỉ nghĩ đơn giản rằng Mặc dù là ma Nhưng cô vẫn là phụ nữ Việc để móng tay dài cũng bình thường thôi Đoạn anh bước lại bàn Định ngồi xuống gọi điện cho Tuấn để trò chuyện Thì bất ngờ Từ bên ngoài có hai ba hàng xóm Túm tụm lại cạnh nhà của Lộc Giọng một bà hoang mang nói Nè Hai bà biết chuyện gì chưa Cái con đèn nhà của vợ chồng thằng Hiệp đó Mới bị ai đó giết chết vứt ra ngoài đường hồi sáng này nè Trời ơi Chẳng thà nó bắt đi mần thịt luôn đi Đằng này Nó moi đuột gan bấy nhảy hết con chó <laughs> Sao mà ác nhơn quá trời <laughs> Bà này Nói nghe ớn vậy Có thiệt không đó Sao tôi không nghe ai nói hết vậy Bà không tin ấy thì qua nhà vợ chồng nó hỏi thử Coi tôi có nói xạo bà không Thôi 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 Ai đâu rảnh đi hỏi ba cái chuyện đó Nghe ớn gần chết cứ vậy tiếng sầm xì to nhỏ Của mấy bà hàng xóm không ngừng vang lên Đủ để cho Lộc nghe rõ được nội dung của câu chuyện Anh cũng nhớ lại lúc sáng nay đẩy xe ra cổng Thoáng nghe được phía nhà hàng xóm bên kia đường than khóc nước nở Bên cạnh còn có một số người tập thể dục hiếu kỳ vây quanh Nhưng vì bận công việc nên anh không để tâm lắm Nay nghe được câu chuyện như vậy thì anh hiểu ra Bắn đi một thời gian càng ngày những con vật nuôi trong nhà xung quanh khu vực của anh cứ tự dưng bị ai đó giết chết một cách dã man và tàn bạo hơn. Ngoài miếng thịt bị cắn xé nham nhở ra thì máu của những con vật tội nghiệp kia hầu như bị hút cạn sạch. Những hộ dân xung quanh bắt đầu cảnh giác rẻ chừng Cứ đến tối nhà nào nhà nấy đều mở sáng đèn Bởi họ nghĩ ánh sáng sẽ xua đuổi cái thứ ma quái bí ẩn ấy ở bên ngoài Nếu chẳng may nó đột nhập vào nhà Riêng Lộc từ khi anh nghe tin trong xóm mình liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ Ngày nào cũng nghe những người xung quanh bàn tán xôn xao Về chuyện này làm cho anh cảm thấy hoang mang lắm Nhưng điều khiến cho anh lo lắng hơn Là anh ngửi thấy mùi hôi thối kỳ lạ Cứ lợn vẩn như phát ra từ trong nhà anh vậy Bà Cúc thỉnh thoảng cũng ngửi được cái thứ mùi ấy Nhưng bà nghĩ đơn giản Có con chuột chết đâu đó mà thôi Anh khi này mới tò mò tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy bất kỳ xác động vật nào anh thấy khó chịu lắm liền lấy dầu thoa lên mũi để lấn át đi cái thứ mùi kinh tởm ấy nhưng chẳng khá hơn tối đến anh quyết định đi ngủ sớm không trò chuyện với vong ma như mọi lần nữa chờ sáng mai đi mua nước thơm về rồi tính tiếp lúc này đang là vào giữa đêm độc đang mơ màng thì bị đánh thức bởi tiếng cầm gừ ma quái như xoáy vào tay anh theo quán tính anh choàng ngồi dậy đôi mắt lim xìm nhìn quanh căn phòng dưới ánh đèn vàng mờ ảo đủ chất lộc thấy được ở sau tủ quần áo có một nhân ảnh người con gái không đầu hiện ra rõ rệt vòng mà ấy lơ lửng trong tủ hướng thân người như đang nhìn về phía anh lộc nhanh chóng nhận ra vong hồn của bình thì thắc mắc hỏi bình em gọi anh giờ này có chuyện gì vậy Bọc ma khi này vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích gì Cũng không hề viết chữ lên cho anh đọc nữa Lấy làm thắc mắc Lộc mới nền đứng lên rón rén tiến lại cửa tủ Định đưa tay thử chạm vào vong ma Thì bất thình lình Toàn thân nó rung lắc dữ rồi Làm cho anh thẳng thốt lụt thụt lùi về phía sau Anh chưa kịp phản ứng Thì lại thấy từ trong cổ vong ma Chảo ra những con côn trùng kinh tởm Nào run, nào rết, nhện Thoáng chốc Một dòng máu đen đặc cuộn trào ra khỏi khoang cổ Bốc lên cái mùi tanh tưởi đến lợm rộng Chứng kiến cái cảnh tượng quá sức hãi hùng Lọc tái xanh mặt mày Miệng kêu thét lên rồi ngồi bật dậy Hóa ra chỉ là giấc mơ Ngồi chấn tĩnh lại một lát Anh lật đật đứng lên bước đến mở cửa tủ kiểm tra Thì thấy cái hố đất dường như Bị nứt một đường dài ở ngay miệng hũ lộc cầm lên mở cái nắp nhìn vào bên trong Thấy chiếc khăn tay vẫn còn nằm nguyên trong đó Anh thở phào đậy nắp lại Rồi đi xuống nhà chuẩn bị đi làm Một tuần sau Càng ngày lộc càng cầy cuộc Nước da xanh sao Hành động và cử chỉ ăn nói khác thường Tựa như người vô hồn Anh được công ty cho nghỉ một thời gian Để điều trị sức khỏe Nhìn anh bây giờ ai cũng lắc đầu ngán ngẩm Từ một chàng trai cao ráo Khỏe mạnh và năng nổ ngày nào Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà anh thay đổi chóng mặt chẳng ai còn nhận ra được tuấn và xuân dạo thời gian gần đây cũng bận rộn công việc nên ít gặp gỡ gọi điện cho anh chỉ đến khi bà cúc nhận thấy được sự bất thường của con và trong căn nhà mình bà mới bắt đầu chú ý đến sinh hoạt thường ngày của anh có lần bà cúc xả vờ đi chợ để mua thêm ít đồ lộc thấy vậy thì lấy xe chạy đi mua huyết bò huyết heo và thịt sống đem về nhà cất giấu đến chiều tối thì đem lên phòng đưa cho bong ma không đầu ăn tuy trong phòng không phát ra âm thanh nào nhưng bà cảm nhận được trong nhà mình mùi hôi thối tựa như xác những con động vật mỗi lúc nồng nặc khó chịu hơn khiến cho bà phải xoa dầu liên tục vào mũi để át đi cái thứ mùi kinh tởm ấy nhưng vô ích có lúc bà cảm thấy không thể chịu được nữa thì liền gọi lộc xuống nhà để hỏi chuyện nhìn gương mặt hốc hác hai mắt đèn thẫm của đứa con bà cúc giật mình thẳng thốt quỷ thần ơi lộc nè sao dạo này má thấy con coi bộ gầy sọc đi nhiều đó con không sao chứ coi kìa bộ tối qua mày không ngủ được hay sao mà hai mắt đen thui ghê vậy con lộc tuy nghe được lời bà nói nhưng dường như anh không mấy quan tâm đến anh trợn mắt đứng lên nhìn mẹ Rồi buông thóng một câu giọng nửa nam nửa nữ Làm cho bà kinh ngạc há hốc mồm Sau đó anh xoay bước đi lên phòng Bà im đi Bà còn nói nữa Tôi giết luôn cả bà đó Bà Cúc nghe đó từng lời nói của đứa con trai Mà không khỏi hoang mang Bởi bà nhớ lại Ngoài lộc đứng trước mặt của mình ra Thì thấp thoáng phía sau lưng anh hình như còn có một nhân ảnh khác ẩn hiện mờ ảo tại đó. Chờ cho anh đi khuất rồi, bà Cúc mới hồi hộp lấy điện thoại ra gọi cho Xuân, kể lại những gì bà vừa mới thấy. Không chỉ là cô bạn thân của Lộc và Tuấn, mà đặc biệt bà xem cô như con gái nuôi của mình. Vì ngoài cách ăn nói đứng đắn, cứ xử lịch thiệp với người lớn tuổi ra, bà còn thấy cô có nét gì đó rất giống với mình lúc còn trẻ. Nên từ cái lần đầu gặp cô, bà Cúc cảm thấy rất gần gũi, thân thuộc. Alo, Xuân hả à con? Bây giờ con có rảnh không? Qua nhà bác liền nghe, có chuyện này bác muốn nhờ con giúp. Ờ, à, ờ, à, con tới nhanh nhanh nha. Trong lúc chờ cô chạy qua đây, bà Cúc trong lòng thấy không yên tâm, liền đứng lên bước đến gian thờ thắp nhang khắp lượt. Nhưng lạ một điều, bà thắp lên đến đâu thì nhang tắt ngúm đi đến đó khiến cho bà rất khó hiểu chốc chốc bà run rẩy hai tay chấp lại miệng niệm quan thế âm bồ tát bà cứ đứng chắp tay trước gian thở niệm liên tục cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của một thanh niên và cô gái nghe qua thì bà cúc vui mừng biết ngày đó là tuấn và xuân bà vội vàng đi nhanh ra mở cửa cho hai người vào vừa nhìn thấy bà tuấn lo lắng hỏi Dạ, tụi con chào dì. Có chuyện gì mà dì gọi Xuân gấp gáp quá vậy? Bộ lộc nó bị làm sao hả dì? Mấy ngày trước còn có gọi điện cho nó mà nó không có chịu nghe máy. Con tưởng là nó bận việc ở công ty nên không gọi nữa. Không phải đâu. Dì thấy nó giàu gần đây lạ lắm. Ăn uống thất thường, đi làm về là nhốt mình trong phòng luôn vậy đó. Mới nãy dì có hỏi nó thử thì... Thì... Nói đến đây bà chợt khựng lại Gương mặt càng lúc càng hoang mang Như sợ một điều gì đó chính bà cũng không rõ Thì sao hả dì? Dì nói tụi con nghe đi Thì dì sợ nó bị người âm theo con à Lúc nãy dì thấy lờ mờ sau lưng nó Hình như có cái bóng người ẩn hiện Nhưng mắt dì kém quá nên nhìn không rõ Không biết có phải người âm hay không Tuấn và Xuân nghe đến đây thì ngỡ ngàng không tin những gì bà cúc vừa nói để xác minh chuyện này tuấn một thanh niên cao to không thua gì lộc nhưng tính cách anh thì gan dạ hơn lộc rất nhiều không nói không rằng anh hùng hộ bước nhanh vào trong hướng thẳng phòng của lộc trên lầu xuân và bà cúc thấy vậy thì chần chừ nhất thời không dám bước theo anh thế nhưng ngẫm nghĩ vài giây sau cùng bà cúc cũng lấy hết can đảm chạy theo tuấn xuân cũng chạy theo Cả ba người vừa đứng trước cửa phòng định đập cửa gọi vào Thì từ bên trong có tiếng sột soạt vang lên Kèm theo đó là mùi hôi thối sọc thẳng lên mũi Làm cả ba khựng lại đưa tay bịt mũi Cố lắng tai nghe cho rõ Ngoài tiếng sột soạt ra thì còn có âm thanh nhóm nhép Như ai đó đang nhảy ngấu nghiến cái thứ gì Xác nhận bên trong là Lộc Tuấn liền đưa tay gõ mạnh lên cánh cửa Ê Lộc, Mày làm gì ở trong đó vậy? Mở cửa cho tao vô coi. Anh gọi hai ba tiếng nữa nhưng người bên trong không đáp lại. Tuấn bực bội tay xiết cái nắm cửa đẩy vào. Ngay lúc này đây, ở bên trong không gian tối đen như mực, không ánh sáng nào có thể lọt vào được. Tuấn nhanh trí lấy điện thoại lên, bật đèn chiếu sáng soi trước mặt. Thoáng chớp, mắt lộc ngồi chơ vơ trên giường, lưng xoay về hướng của ba người đầu anh cúi gầm xuống đất âm thanh nhóp nhép cứ vang lên đều đều nghe đến rợn rợn lộc lộc à mày không sao chứ tao với con xuân qua rủ mày đi cà phê nè bộ mày chưa nói dứt câu thì cả ba người thẳng thốt miệng cứng đờ không thốt lên được lời nào là vì ở ngay phía giường lộc từ từ xoay người lại nhìn dưới ánh sáng của chiếc điện thoại Toàn thân lộc bê bết máu tươi và đất cát Bên cạnh anh còn có xác một con mèo hoang Đã bị cấu xé nát bấy ruột gan vương vãi khắp sàn nhà Trên tay anh lúc này Đang cầm một cục đất nhảy nhụa Miệng nhai ngấu nghiến những con côn trùng não rán run sâu mọt Xuân nhìn thấy cảnh tượng ấy liền không chịu được Chạy ra khỏi phòng nôn thốc nôn tháo khủng khiếp hơn cả ba người còn thấy là mờ sau thân người của Lộc Là cái nhân ảnh không đầu thoát ẩn thoát hiện của một người phụ nữ Thấy cả ba đang nhìn mình Bất giác Lộc trợn trọng đôi mắt trắng giã ngẩng cao đầu phát ra một tràng cười ma quái đến giận người Thấy không ai có biểu hiện gì Vòng mà trong thân xác của Lộc Đưa thứ đất buồn gớm ghiếc ra trước mặt mọi người Rồi cất cái giọng lanh lành của người phụ nữ Mấy con run này thịt ngon lắm nè Tụi mày có muốn ăn không? Mày, mày là ai? Sao lại nhập vô người bạn của tao? Vòng mài nhìn Tuấn bật cười không đáp Lặng lặng cuối cầm mặt xuống Tiếp tục nhai cái thứ đất bùn bám đầy run ấy Dù rằng anh sợ hãi lắm Nhưng thấy không thể để cho bạn mình tiếp tục bị như vậy Đánh đo một lúc bất thình lình tuấn nhấc chân chạy lại chỗ của lộc vùng cánh tay hất văng cái cục đất rớt xuống đất vỡ tung tóe vòng ma nhìn cục đất vỡ nát lại quay sang nhìn tuấn đôi mắt đỏ ngầu tức giận miệng gào thét nghiến răng kéo kẹt thằng chó sao mày dám được rồi tao sẽ ăn thịt luôn cả mày vừa quát xong vòng mà vừa chụp lấy cánh tay của tuấn đưa lên cắn mạnh một cái đến tóe máu quá bất ngờ nên anh không phản ứng kịp bị cắn đau anh hét lên một tiếng đẩy mạnh đầu của lộc ra phía sau rồi quay lại thúc giục xuân mày chạy lại phụ tao kéo nó ra coi dì cúc dì mau mau chạy ra ngoài gọi người tới giúp đi thằng lộc nó bị nhập rồi nhanh lên đi gì bà nghe vậy thì chỉ biết ậm ừ nước mắt giàn rụa chạy nhanh xuống nhà hô hoán mọi người đến giúp. Xuân lúc ấy vừa mới nôn xong, sợ hãi mặt cắt không còn hột máu. Giây phút đó cô không dám đến gần Lộc, nhưng khi nghe Tuấn liên tục cắt lên hối thúc, cô mới miễn cưỡng chạy lại phụ anh một tay. Nhưng dù vậy, bản thân cô lại là con gái chân yếu tay mềm, làm sao mà giữ được một người đàn ông cao to như Lộc. Hướng chỉ bây giờ trong thân xác anh lại còn bị vong ma nhập vào một sức mạnh vô hình khó ai có thể ngăn lại được đang lúc cả ba giằng co qua lại bất ngờ xuân bị lộc hất ngã sang một bên chân bên trái bị chật khớp luôn còn tuấn thì liên tục bị cái phong ma đòi giết đòi ăn thịt anh cho bằng được nhưng thể trạng của anh và lộc lại tương đương nhau nên sau một lúc chống trả kịch liệt thì cuối cùng những người hàng xóm xung quanh chạy vào kịp tất cả bọn họ ai nấy đều thương tích đầy mình Mới có thể khống chế trói lọc lại được Bà Cúc nhìn con người không ra người Ma chẳng ra ma Đau xót ôm lấy con đang nằm dưới đất Mà rơi lệ Hồi lâu qua đi Thấy mọi chuyện tạm yên ổn rồi Mọi người ai nấy đều quay về nhà Để cho gia đình bà tìm cách giải quyết Bà Cúc cảm ơn từng người Tiến họ ra đến cổng thì mới quay lại Bây giờ Tuấn và Xuân đã được băng bó Vết thương cẩn thận ngồi ở trước nhà vẻ mặt ai nấy đều hoảng hốt tột độ không biết lộc đã phạm phải điều gì để ra nông nỗi như vậy bà cúc nhìn con chua xót rồi lại nhìn đồng hồ thấy cũng hơn 10 giờ tối chợt bà quay sang nhìn tuấn và xuân rồi ngậm ngùi nói thôi cũng trễ rồi hai đứa về nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi làm nữa cả hai nhìn nhau giây lát thầm hiểu ý liền lấy điện thoại ra gọi về nhà báo cho gia đình mình biết Đêm nay sẽ ngủ lại nhà của Lộc Dì cũng yên tâm đi Đêm nay tụi con ở lại đây ngủ với dì trông coi nó luôn Với lại ngày mai là chủ nhật Công ty tụi con được nghỉ mà Không sao đâu dì Để dì ở lại một mình tụi con lo lắm Lỡ nửa đêm xảy ra chuyện gì Thì biết gọi cho ai đây Bà nghe anh nói có lý thì mỉm cười nhìn hai người thầm tỏ ý cảm ơn bà mừng trong lòng biết ơn ông trời vì cho bà quen được tuấn với xuân ít ra hai người không bỏ mặc bạn bè trong lúc hoạn nạn như vậy cả ba ngồi trò chuyện với nhau được một lúc thì chuyện đề tài nói về lộc suốt đêm hôm ấy hầu như không ai ngủ được ngon giấc vì phải liên tục canh chừng lộc sợ anh bất ngờ tỉnh giấc rồi sinh ra chuyện rắc rối cũng may từ lúc anh bị trói cho đến sáng Mọi thứ vẫn trôi qua một cách yên bình Âm thầm nhưng cũng thật đáng sợ Ngày hôm sau thì Lộc tỉnh lại Nhưng tâm trí cứ lơ ngờ nói năng lung tung Tuấn, Xuân, bà Cúc phải khó khăn lắm Mới giúp anh bình tâm trở lại bình thường được Ngồi ngẫm nghĩ một lúc Thì bất ngờ Lộc vùng chạy lên lầu Làm cho cả nhà hoảng hốt chạy theo để giữ lại Vì sợ anh làm chuyện dại dột Bước vào phòng lộc nhanh tay mở tủ quần áo lấy cái hũ đất nung ra ngồi xuống ôm chặt trong lòng nói những lời khó hiểu có anh đây rồi bình à không ai làm hại được em đâu cứ ở lại đây với anh tuấn và xuân vô tình nghe được cái tên ấy thì ngỡ ngàng nhìn nhau rồi quay lại nhìn bà cúc chợt xuân cất tiếng hỏi bình ông tuấn có phải ông vừa mới gọi con bình không nó về nhà ông hồi nào vậy Tuấn nghe cũng lấy làm thắc mắc lắm Bởi từ lúc nghe Lộc nói một tuần sau Thì Bình về Việt Nam Nhưng chưa lúc nào nghe anh gọi điện báo cho mình và Xuân biết cả Chẳng lẽ khoảng thời gian đó cô ta đang ở nhà của anh hay sao Nương theo cái suy nghĩ ấy Hai người quay sang hỏi bà Cúc Thì được bà bùi ngùi kể lại chuyện của Lộc và Bình Vì trước đó bà đã quên không kể ra Nghe xong thì Tuấn quay sang nhìn Lộc Đang ngồi ôm chặt cái hũ gì đó trên tay Tò mò anh từ từ tiến lại hỏi thăm Cứ ngỡ Lộc bị kích động tinh thần Chẳng ngờ anh buồn tuổi nói Bình Bình chết rồi Nhưng bây giờ cô ấy đã là vợ của tôi Mấy người đừng bắt cô ấy đi Tôi không cho phép ai làm hại cô ấy hết Mấy người biến đi Vừa nghe Tuấn vừa liếc nhìn cái hũ đất Thầm hiểu trong cái hũ đó chắc chắn có thứ gì đó bí mật lắm Đoạn để xác minh lời của Lộc nói Tuấn nhờ bà Cúc gọi điện cho vợ chồng bà Như để kiểm chứng Và rồi chính cả ba người nghe rõ một câu chuyện động trời Bình, người vợ của Lộc Cho là đã chết Hiện cô ta vẫn còn sống Chẳng qua là cô muốn thử xem Lộc còn thương nhớ đến mình hay không Nên mới nhờ cô bạn thân bịa ra câu chuyện mình đã chết để thử lòng anh mà thôi nguyên nhân tại sao cô làm như vậy chắc chỉ có bản thân cô ta mới biết được câu trả lời vậy nếu hiện tại bình vẫn còn sống thì cô vợ người âm mới cưới của lộc là ai lúc này tuấn sơn và bà cúc rùng mình nhìn lộc nỗi sợ hãi ngày một lớn hơn anh thấy chuyện này không thể kéo dài được lâu sợ ảnh hưởng sức khỏe của lộc người anh em thời thơ hấu của mình sợ nhớ ra gia đình anh có quen một ông thầy người hoa cao tay ấn lắm ở gần nhà mình ba người bàn bạc một hồi mới quyết định đến cho ông thầy người hoa kia để nhờ giúp đỡ chiều hôm ấy lộc được đưa đến gặp thầy trong tình trạng chân tay bị trói chặt lại vì sợ cái vong ma kia lại nhập vào người anh giữ không cho đi ngồi đối diện lộc ông thập nhìn anh bằng cái ánh mắt sắc lẻm uy nghiêm như dò xét rồi bất ngờ quay sang cả ba người Thở dài nói Ai, Sao mà gia đình để cậu ta bị nặng như vậy Mới chịu đến đây hả Gia đình có biết Cái cô vợ người âm mà cậu ta lấy Không phải là hồn ma bình thường đâu Nó đã hóa quỷ rồi Mà là quỷ không đầu nữa Ai, Xem ra tôi khó có thể thu phục được nó lắm Vì nó uống máu biết bao nhiêu sinh linh rồi Cũng may là cậu ta chưa bị nó kéo hồn Âu cũng là phần phước tổ tiên gia hộ cho Nói đoạn ông cầm ly trà lên uống Rồi lại nói tiếp Được rồi Để tối nay tôi gọi nó ra để đàm phán xem sao Hy vọng nó tha cho Còn bằng không Thì khó nói lắm Bà Cúc nghe xong Thì rơm rớm nước mắt khúm núm lại cho ông thập này nỉ Ông nhìn bà cảm thông Gật đầu trấn an hứa sẽ cố gắng hết sức mình giúp cho con trai bà. Vậy là tối hôm ấy cả ba ở lại nhà ông, nhưng chỉ được phép ngồi bên ngoài chờ đợi mà thôi. Trong phòng kín, ông thập lập một cái đàn lễ đơn giản rồi bày ra một trận đồ cốt để cắt đứt duyên âm của Lộc và phong quỷ không đầu kia. Khi này, ông khoác lên người bộ đạo bào màu xám, ngồi xếp bằng đối diện với Lộc, tay bắt ấn miệng đọc chú ngữ liên hồi để triệu hồi cái vong quỷ lên ở bên ngoài bà cúc tuấn và xuân hồi hộp chờ đợi nín thở lắng tai nghe động tĩnh trong phòng nhưng dường như có một sức lực vô hình cắt âm dù âm thanh bên trong có lớn thế nào thì người bên ngoài cũng không thể nào nghe được khi này trung hứa vừa dứt ông thập rút nhanh ra một đạo bùa dán lên trán của lộc Toàn thân anh bây giờ đã bị quấn lại bởi sợi chỉ đỏ được chỉ chú, vì sợ vong quỷ ấy nhập vào xác làm hại anh. Sau đó ông lấy ra một con hình nhân quỷ dị, hơ lửa đốt lên cho đến khi nó cháy tàn. Ngay lúc này đây, ông cảm nhận trong phòng lạnh lẽo bất thường, biết là vong quỷ đang hiện diện tại đây. Ông đảo mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Xuất hiện đi, ta biết mày đang ở đây mà. Dứt lời Thì từ đâu tiếng gào thét Tiếng than khóc lúc xa lúc gần vang lên não ruột Nhưng ông thập vẫn bình tâm ngồi chờ đợi Không một chút sợ hãi Chốc chốc bất ngờ phía sau lưng của Lộc Một hình dáng quỷ dị gớm kiếc Kinh tâm động phách hiện ra Và nó không có cái đầu Đoạn như đã chuẩn bị Ông lấy ra một cái mặt nạ được làm bằng giấy Cầm một nén nhang vẽ phủ chú lên đó Rồi phi thẳng tới chỗ cái vong quỷ kia nó chụp lấy mặt nạ giấy in hẳn lên khoảng không ở trên cổ Như là mặt người Ngũ quan dao động lên hồi nhìn về phía ông thập Chợt ông nghiêm giọng nói vòng nữ kia Có oan ức gì mau nói ra Để cho ta xem xét giúp cho Đừng có ám theo hại người nam này nữa có được không Tao Tao tìm chồng của tao Mày mau thả chồng tao ra Nếu không Tao giết chết mày đó tên thầy Pháp kia Cô lầm rồi Cậu ta không phải là chồng của cô đâu Chồng của cô hiện đang ở dưới diêm phủ chịu tội của ông ta rồi Người này chỉ vì nhất thời lầm lỡ nghe lời người khác xui khiến Mới gọi hồn cô lên mà thôi Có trách thì cô hãy trách cái gã thầy bùa nắm giữ hồn phách của cô đó Người này vô tội Mong cô niệm tình mà bỏ qua cho Ừ. Tao Tao không cần biết Chính nó đã chấp nhận lấy tao làm vợ Thì nó phải là của tao Còn lũ thầy Pháp tụi mày Biết cái gì Khôn hồn Thì biến đi chỗ khác Thì tao tha cho Còn ngoan cố Thì tao sẽ giết Giết biết không thể khuyên can được con quỷ kia ông thập bắt buộc ra tay và thôi ngay lúc nó gầm gừ phóng tới ông ta lấy ra một đạo bùa màu tím cắt ngón tay bật máu vẽ lên đó một phủ chú rồi nhanh tay phóng thẳng về phía con quỷ bị dính bùa toàn thân nó bốc cháy lên dữ rồi sáng rực cả căn phòng nó cầm lên giận dữ bay ngược lên trần nhà rồi biến mất biết con quỷ vẫn chưa bỏ cuộc ông thập liền đứng lên chạy lại cái bản lễ mở bung ra tấm lưới ngũ sắc chảy xuống dưới đất tay ông rút ra một cây kiếm gỗ ngắn dùng máu của mình rưới lên đó miệng đọc chú ngữ liên hồi chốc chốc thanh kiếm bỗng phát ra những ánh vàng kim lấp lánh lập tức ông vung tay đẩy mạnh thanh kiếm bay lên không trung nó bay lòng vòng trên cao rồi bất ngờ lao xuống đâm thẳng vào con hình nhân đặt cuối góc phòng phát nổ đi khói bay mù mịt khắp căn phòng mờ mờ ảo ảo ông từ từ bước đến cuối góc phòng để xem xét nhưng bất thình lình một lực vô hình nhấc bổng ông lên hất văng sang đổ ngã cái bản lễ toàn thân ê ẩm khóe miệng ông có chút máu chảy ngược ra ngay phía trước cái vòng quỷ không đầu hiện ra rõ rệt nhìn ông đắc thắng rồi cười lớn tên thầy pháp non nớt như mày mà cũng đòi diệt tao cho bằng được cả Mày đừng ngông cuồng Không biết đứa nào diệt đứa nào đâu Đoàn ông gắng gượng đứng lên Tay ôm ngực Tâm mi bất động Nhìn thẳng về phía phong quỷ trước mặt Nó cũng nhìn ông cầm rú ghê rợn Tức thì Nó lướt thẳng đến đỉnh ra một đòn kết liễu ông Nhưng bất ngờ Ông tháo sợi dây chuyền bằng cầm thạch khắc linh phủ hình con sư tử phóng ngược đến chỗ vong quỷ linh ấn vừa chạm vào thì liền phát ra một luồng sáng màu đỏ bao quanh lấy thân người vong quỷ tạm thời khắc chế nó lại không di chuyển được gì nắm lấy cơ hội ông đút ra hai đạo bùa màu tím dồn ép nó vô trong tấm lưới ngũ sắc ông răng sẵn ngay lúc này đây tay ông bắt ấn miệng niệm chú ngữ liên hồi ở dưới đất cái vòng lưới ngũ sắc lập tức bay lên trùm kín toàn thân của vong quỷ lại nó điên cuồng gào thét từng luồng hắc khí trong người nó tỏa ra nghi ngút sợ ảnh hưởng đến lộc ông thập nhanh chân chạy lại kéo anh đứng ra một đoạn vong quỷ thấy anh tâm trí chưa ổn định thì liền đổi giọng của mình cầu cứu anh lộc mau đến cứu em với anh lộc anh nghe giọng nói ấy thì liền mơ hồ ngẩng lên nhìn phong quỷ đang bị phòng kết giới siết chặt chật từ từ bước đến gần thì liền bị ông thập ngăn lại tay cầm hai nhành liễu xoa vào mắt của anh rồi nói cậu nhìn cho rõ đi xem cô ta là ai ông vừa rút tay ra thì anh hoảng hồn thụt lùi lại không tin vào cái thứ mình thấy ở trước mắt phong quỷ thấy anh hồi tỉnh thì nó càng điên tiết gào thét dữ dội hơn nhưng càng vẫy vùng thì vòng kết lưới càng siết chặt nó hơn. Chờ đến khi hắc khí trong người nó phát tán ra hết, ông mới chớp thời cơ. Chạy đến góc phòng nhặt thanh kiếm gỗ rưới máu lên, tay còn lại bắt huyết đọc lệnh chú. Thiền địa ẩm sườn, chủ linh chỉ trận. Chấn! Lệnh chú vừa dứt, thì từ thanh kiếm phát ra một luồng sáng vàng ánh kim bay thẳng đến chỗ vong quỷ đang bị siết chặt trong tấm lưới trong đêm tối thanh vắng một luồng gió lớn tiếng cào thét khủng khiếp vang lên như xé tan màn đêm không thể nào không thể nào không trong chớp mắt cái phong quỷ ấy liền hóa thành một thứ ánh sáng xanh mờ nằm gọn trong vòng lưới xung quanh mọi thứ trở lại bình thường ông thập thở dài rồi bất ngờ miệng thổ ra một dòng máu tươi vì dùng quá nhiều sức lực và bị đả thương ông gắng cường bước đến chỗ lộc đang nằm bất tỉnh dưới đất vì quá hoảng sợ một lúc sau ông bước ra ngoài gọi mọi người vào chăm sóc cho lộc ông thập thở ra khó nhọc nhìn bà cúc rồi thều thào nói trước khi kiệt sức ổn rồi tôi chấn được con quỷ đó rồi con của bà sẽ không sao nữa đâu Ngày hôm sau, ông Thập và Lộc được đưa đi chạm xá để kiểm tra sức khỏe. Ngay sau khi nghe tin Bình, cô người yêu của anh vẫn còn sống khỏe mạnh. Chỉ vì phút giây thử lòng với Lộc mà cô suýt làm cho anh gặp tai họa sát thân. Nghiêm trọng hơn cũng có thể làm liên lụy cả người khác nữa. Quay về thời điểm hiện tại sau khi xảy ra sự việc kinh hoàng ấy. Thời gian sau, thấy không có tin tức gì của Lộc. Ngỡ là anh quên cô thật rồi và cô đã quyết định kết hôn với một người khác để lại cho anh một nỗi thất vọng quá lớn dần dần nhờ vào những lời động viên an ủi của gia đình bạn bè mà anh lấy lại được ý chí mạnh mẽ để vượt qua nỗi thất vọng của đời mình và cuộc sống của anh sau này cũng được đền đáp xứng đáng bằng một mái ấm gia đình tuy đơn giản nhưng thật hạnh phúc quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Phương Quyền và câu chuyện này à, nó có một cái điều rất là thú vị ở cái chỗ đó là cái việc mà khiến cho anh chàng trong câu chuyện là anh chàng Lộc gặp ma lại xuất phát điểm từ một cái trò đùa quái ác của chính người yêu của mình à, cô ta chỉ vì muốn thử lòng muốn xem được rằng là người yêu mình còn nhớ đến mình hay không ví dụ như à, khi cô ta đòi chia tay à, Cô ta giả vờ cho người bạn thông báo rằng mình đã chết Thì liệu rằng anh ta có quan tâm, anh ta có tìm mọi cách để tìm mình hay không Và Thực tế thì thuận nghĩ là cái điều này có thể là tác giả đã lấy cái chi tiết trong đời sống thật Bởi vì thực ra thì khi yêu ai cũng rất là mong muốn mình được người yêu mình quan tâm lo lắng Và rất là nhiều người sẽ thử lòng người yêu nó giống như một vài cái clip thuận đã được xem ở trên mạng cái kiểu như thử lòng người yêu và cái kết đắng <laughs> rồi cái okay. câu chuyện này thì yếu tố ma mị kinh dị cũng rất là nhiều nhưng ngoài ra thì thuận cảm thấy nó rất là thú vị và có một vài chi tiết gây cười không biết quý vị thì cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về câu chuyện thì quý vị có thể uh, comment bình luận cho thuận được biết nha còn bây giờ thì buổi phát triển ngày hôm nay xin phép dừng tại đây chúc cho quý vị sẽ có một đêm thật ngon giấc nhé